Cha Gì? bữa trước á, cha có cho con tiền đi buôn. Hôm nay con xin trả lại cho cha cả vốn lẫn lời. Nè con, Dạ. đừng có nói cho má lớn mày biết nghe chưa? Dạ con biết rồi thưa cha. Nè, mày nói cho cha hay, mày đi buôn cái kiểu gì mà hay quá vậy hả? Rồi còn đòi mướn người ở cho má bay nữa. Dạ thưa cha, con mời cha uống trà. Cha biết không, con tình cờ á gặp mấy ông thương lái người Tàu ở trên chợ lớn á. Mấy ổng á tưởng con là thằng nhỏ đi học việc, chớ đâu có ngờ mình cũng là dân buôn như họ. Cho nên là con học cái cách của họ làm, mua tận gốc bán tận ngọn. Vậy cha, à? Mà người ta buôn hay lắm cha. Họ suy nghĩ khác với mình nhiều. Họ cho rằng á, nếu khách đi chợ mà trong túi chỉ có 3 đồng thôi thì á, khách cũng phải mua được một món. Họ nói á, thu bạc cắt đi dễ hơn là đi thu đồng tiền lớn. Cho nên là họ đi buôn tận bên Tàu, buôn tận bên Miên đó. Nên là con cũng bắt chước theo họ. Nhưng mà chi tiết là cha biết không, cái tiền vốn của mình á nó ít quá, thuyền buôn của mình nhỏ nên con đâu dám đánh hàng nhiều đâu. Cha nè, bên đó có nguồn hàng vừa đẹp vừa rẻ, bảo đảm là bán chạy. Nhưng mà lực bất tòng tâm, thuyền mình không đủ sức chuyên chở, chứ mình không có đủ vốn. Đành thôi cha. Bộ ở bên Tàu giải rẻ lắm hả? Cha có tưởng tượng được không, cái chợ đầu mối của Tàu á, giống như Hàng Châu, Chiết Giang, nó lớn bằng mấy mẫu đất ở nhà mình đó cha. Cơ mang trên trời dưới đất toàn là giả giấy dốc và quần áo không thôi. Cha biết không, mình á cứ đi dọc theo sạp vải nè, quần áo nữa, là đi đâu cũng gặp dân buôn thôi. Người ta hả xúm xích nhau đi lấy hàng, chỉ sợ là mình không có tiền buôn hàng, chứ không sợ là không có vải, không có quần áo đâu cha. Bởi vậy á, hàng ở đó trưng bày bao nhiêu á là người ta cứ chen nhau mua sạch thôi. Nếu mà có thuyền lớn hơn thì chở thêm được bao nhiêu hàng nữa? Thuyền con mướn người ta cũng được trên dưới 100 khúc vải rồi. Nếu mà mình có tiền mướn thuyền lớn, mình mướn được thuyền lớn rồi á cũng chứa được 500 đó cha. Thôi được rồi, cha sẽ cho con thêm tiền vốn. Con cần thêm bao nhiêu nói cho cha biết. Đừng cha, vậy cha tính á cho con mượn thêm bao nhiêu? 10.000 đủ không? Cha, hiện giờ số vốn của con cũng gần bằng số đó rồi. Bây giờ cha đưa thêm cũng nhiêu đó, không đủ nhét kẻ răng nữa. Vậy thì bây đợi cha chút nghe. Uổng ghê á. Thôi được rồi. Dạ, cha cho con mượn 50.000 ha. Ngoại trừ tiền vay mượn á, lãi tính 5 hoặc 4 ha. Đúng là cáo già, ở nhà không làm gì, chỉ trung chân chờ tiền về còn đòi 5 hoặc 4. Sao, cha tính vậy con thấy sao? Dạ, cha tính vậy cũng đúng thôi cha. Nếu mà không có tiền cha cho con mượn làm vốn á thì làm sao con có thể làm ăn được? Không có bột sao gột nên hồ, đúng không cha? Phải. Với lại á, trong cái nhà này cha phải lo cho một số người ăn không ngồi rồi, không phụ giúp được gì hết. Cha, con nghĩ như vậy nè cha. Sao? Thôi cha nhận 6 phần luôn đi cha. Coi như một phần con phụ thêm cha lo lắng cho cái đại gia đình này. Con nói bậy hả? Chứ con cái đi xa, ở nhà cha mẹ trông ngóng dữ lắm. Còn dạ, có con bình an chứ tiền bạc lãi lộc tính sao đi con ha. Con có lòng vậy á, cha cảm thấy vui lắm rồi. Dạ. Kỳ này con dắt thằng Hai đi theo đi, được không? Cha,
cha sai bảo chuyện chi á, con cũng làm hết. Nhưng mà cái chuyện dắt anh hai đi á, con xin lỗi cha, con xin từ chối. Cha cũng biết là cái tánh anh hai còn ham chơi bộn, công việc làm ăn đi với ảnh, đi buôn giải là mình phải đi trên sông, trên thuyền, xuống tới đất liền á, là con phải nhào vô giành giật hàng hóa với người ta, rồi đi phân phối cho lục tỉnh Nam Kỳ. Vậy tính anh hai như vậy á, lỡ lên thuyền được nửa bữa cái đòi quay đầu thuyền đi về, tới lúc đó sao mình quay đầu lại được hả cha? Với lại á, cha thấy cái miệng của anh không có bao giờ giữ kín được cái chuyện chi, làm phật lòng quan hệ người ta.